Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay tiếp tục đi quay mai vàng. Cái vườn này thì anh em mình đã khá là quen thuộc trên kênh của em rồi ha. Thì cũng quay trong một cái khu thôi anh em. Quay một phần ở trong nguyên một cái khu vườn ở trong đây cho anh em mình xem và coi lại coi lúc trước mình trồng rồi hôm nay nó phát triển như thế nào và cái cách chăm sóc và cái cách làm việc ở tại vườn này nó như thế nào để anh em mình xem và tham khảo ha anh em. Đây là nguyên cái mô hình người ta trồng đầu tư này cũng hơn năm mấy rồi ha anh em. Thì cây nó cũng đã bắt đất và nó phát triển rất là ok rồi. Sáng thì mấy chú chăm vườn nè, sáng là bật tưới anh em ha. Đây thì khi mà người ta đã đầu tư đổ tiền cho người ta đầu tư bài bản thì nó đã vô khuôn khổ nề nếp hết rồi, thì chăm sóc nói chung là cũng rất là khỏe ha. Nhưng mà trồng cây thì sẽ không bao giờ tránh khỏi cái việc mà cỏ gác đâu anh em. Làm kiểng trồng cây đồ làm vườn mà thì sẽ không có việc tránh khỏi cái việc làm cỏ này ha. Thì người ta sẽ thay phiên làm cỏ các khu ha. Này làm khu bên kia xong làm bên đây. Đây người ta đầu tư anh em thấy không, đường được bự hơn cái đường ngoài. Đây cái đường đi thăm vườn anh em, chở vật tư đồ xe cộ gạch đất đồ vô bắt buộc thì mình cũng phải làm một cái đường lớn, tại vì đây cái khu nguyên cái khu này nó cũng rộng anh em, thì mình phải làm đầu tư đường để mình chở đồ nghề vô để mình làm, rồi ngoài ra thì cũng phải tưới tay nữa anh em, có đường ống tưới tay nữa, tưới là cho nó kỹ nha, đang tưới này. Cái hồ chứa nước rộng ở bên kia ha, bên đó đang tưới ướt phải không có tưới chút, em đi vô bên đó cho anh em mình coi. Đây, dự án này hiện tại tính đầu tư là đầu tư lâu dài ha. Sau này thì có thể là phát triển thêm nữa, nhưng mà sau này thì khi nào phát triển thì mình tính đi ha. Đây, trồng cái đường đi vô rồi anh em ha. Cái đường này là đường trong đất nha anh em, chứ không phải là đường đan của xã nha. Đây là đường vô vườn ha. Trồng hai hàng bông bông rang, cái bông rang cũng trồng chưa chấp năm anh em ha. Mấy ông đi thăm vườn toàn đi xe không anh em, chứ đi bộ đi gì xiết. Tới đây nó mấy mẫu lận, nó rộng nguyên cái khu này, nó rất là rộng ha. Nè, mấy cô thì đang làm cỏ ở bên đó kìa, điện thoại đi qua bển em quay cho anh em mình ha. Thấy khủng khiếp rồi nè. Nói chung là đầu tư lâu dài thì bắt buộc mình phải bỏ tiền ra. Thứ nhất ở dưới bên đây á, vườn này thì nhiều khi anh em mình nói nghiêng, lúc trước em cũng có quay anh em mình nói tổng kinh tế mà trồng như vậy rồi sao lời. Nói chung là bên đây người ta đầu tư hai ba loại lận anh em. Một là đầu tư đất nè, người ta mua đất gom được một khu khá là nhiều thì người ta một là đầu tư đất nè. Rồi hai thì người ta trồng ngay hàng thẳng luống như thế vậy, ống bét tưới đâu đó ngay hàng thẳng luống thì sau này người ta có thể là phát triển thêm, ví dụ như quán cà phê hoặc là sân vườn hoặc là khu du lịch sinh thái hoặc là khu tham quan sân vườn bonsai trồng mai gì đó, người ta sẽ phát triển thêm. Còn ví dụ như anh em mình trồng kinh tế, em cũng có nói rất là nhiều, anh em mình trồng kinh tế thì mình không có làm bài bản như vậy đâu. Anh em mình nói chung là kinh tế thì cái nào mà ít tiền nhanh phát triển là ok rồi, thì anh em mình có thể là cuốc mô đất gọn gọn hoặc là phanh bù vê anh em mình trồng cũng được. Còn đây người ta muốn làm cho nó đẹp mắt nữa ha anh em, chứ để mà đổ tiền ra như thế này rất là nhiều công anh em. Bữa đợt trước em có tính cho anh em mình rồi ha, thì sơ sơ cái cây mai của mình khi mà mình mua nó khoảng 2 năm tuổi thì nó cũng tệ phải 150 đến 200 ngàn, thậm chí là 300, 400, 500, 700 cũng có, tại vì cũng sẽ tùy theo cái loại cây xấu hay đẹp, cốt cũ như thế nào nữa. Rồi tiền đất, đất này là toàn bộ là đất mặt ruộng không anh em, với gạch của mình thì phải xây bồn. Có một số anh em nói sao tại sao mà không lấy đất vườn của mình mà trồng mà lại đi trồng đất mặt ruộng. Anh em nhắm bao nhiêu đất ở đây rồi lấy đất vườn của mình ở đâu mà lấy ra đây mà trồng xiết anh em. Mua đất mà còn mua trở về không kịp, mà anh em mình nhắm bây giờ nếu mà lấy đất vườn thì bắt buộc cái sân của mình nó phải thấp hơn, và đâu có cái nguồn đất nào ở đâu đâu mà mình mua số lượng nhiều được, bắt buộc phải mua đất mặt ruộng. Không lẽ giờ anh em mình kêu mướn cu be ra ngoài sông cạp đất ở ngoài sông trở về thì công cán nó cũng y gan như vậy, mà đất cái dưới đó nó bị phèn không tốt nữa. Còn đây đất mặt ruộng của người ta vô bao sẵn thì cứ kêu chở về đây trồng thôi. Chứ nhiều khi anh em nói sao không lấy đất vườn trồng, ở đây người ta còn bơm cát vô người ta nâng cái nền lên nữa, mà lấy đâu đất vườn ở đâu mà ra số lượng nhiều dữ vậy mà trồng anh em. Trồng bạc ngàn chứ đâu phải là trồng một hai cây đâu mà có đất vườn trồng. Ta bật bét tưới tự động nè anh em.
nó liên quan rất là nhiều, bởi vì khi mà làm một cái khu vườn á, người ta rút kinh nghiệm nhiều lần hoặc là người ta đi tham quan rất là nhiều cái khu vườn để người ta tạo nên một cái khu vườn như vậy, chứ không phải là muốn làm là cứ xách đích làm đâu anh em, thật sự ha. Tại sao? Trước khi mình làm mình phải dự định coi cái cây của mình trồng bao nhiêu năm để mình đưa ra một cái khoảng cách cho nó ok là một nha. Rồi trong mà lúc mà mình trồng ví dụ bốn cái cây chính, 1, 2, 3, 4 cây chính, thì lúc mà mới đầu một năm đầu tiên, năm thứ hai, năm thứ ba thì đất ngay chỗ cái khoảng giữa này nó còn rất là trống nên người ta xen thêm một cái cây đó. Cây này người ta dự định trồng 3 năm, khi mà bốn cây này nó đụng tàn vô, nó đè tàn cây này thì người ta sẽ bứng cái cây nhỏ này lên ta bán để người ta lấy cái chi phí để xoay tiếp nuôi những cái cây còn lại. Rồi bed quay nè anh em thấy không, chạy đường ống như thế nào, gắn bed quay như thế nào để khi mà mình tưới nó sẽ bung ra đều giống như là mưa, không có bị trống chỗ nào hết, cây nào cũng hưởng được mưa. Tại vì mình trồng số lượng ngàn chục ngàn ha, mà mình trồng mà mình có cây mình cứ lo đường nước không à, cây ướt cây khô, cây ướt cây khô thì cây của mình nội mà mình đi thăm nó thôi là đã mất thời gian rồi, lấy đâu mà làm tới việc khác đúng không. Nên người ta khui khi mà làm là người ta phải canh đường ống từ đâu nó quăng qua tới đâu, mỗi lần tưới bao nhiêu lít, mỗi lít bao nhiêu cây thì người ta đã tính trên cái bản vẽ hết ha, để khi mà mình bật cái mưu tưa lên mình tưới là nguyên một cái khu này đảm bảo là cây nào cũng phải có nước cho nó sống ha, nó mới phát triển được. Nè, rồi ngoài ra thì phải chạy thêm ống tay nha anh em, ống tưới tay ha, thì lâu lâu mình cũng phải canh lại mình tưới tay, chứ không cái ví dụ như cái này đợt đó tưới gió nó phất qua phất lại thì ngay cho cái cây cần nước nó lại bị khô ha, nên bắt buộc mình phải có cái ống tưới tay để mình lâu lâu 1 tháng nửa tháng gì đó mình phải đi tưới tay lại ha, để đảm bảo cái cây của mình nó không bao giờ bị mất nước. Đây, để em bước xuống đây nha em ơi. Còn dài lắm anh em, nguyên cái khu bên kia nữa, bên đó đang mấy anh đó đang cái mô nữa kìa, còn trồng nữa. Đây mấy cô đang bằng cỏ, mấy cô đang bằng cỏ đây. Thì cái giá mai em cũng có tư vấn cho anh em mình rất là nhiều cái kiểu mai ha. Mai thì anh em không có nhìn trên cái giá được đâu, có một số anh em mới nhảy vô chơi, mới đam mê, mới tiếp xúc với cây mai hoặc là tất cả các dòng kiện khác đi, anh em mình cứ quan trọng cái giá không à, mà anh em mình không có nhìn là cái chất lượng của cái cây ha. Thật sự hết chiếm hết phần tầm khoảng 70-80% là như vậy hết, cứ nhìn vô cái clip ôi cây bên đây bán 50 với bên kia người ta bán 30, hoặc là bên đây tợi cây đâu vậy bán 200, bên kia bán con 150, 200 ngàn, anh em cứ nhìn trên cái giá tiền không à. Em bảo đảm anh em bây giờ không có cái gì trên đời này mà rẻ mà ngon, em bảo đảm không có cái gì hết anh em ha, không có cái gì rẻ mà ngon trơn, mà vẫn cũng không có ai mà xách cái đồ ngon đi bán rẻ. Anh em thử nghĩ đi, cái đồ của anh em là cái đồ ngon, anh em có khi nào anh em xách bán rẻ không ha. Nên anh em mình chơi kiển, mình chơi kiển là cái đồ chơi chứ không phải là cái đồ dùng thiết yếu đúng không ha. Ví dụ như đồ dùng thiết yếu thì mình có thể là mua cái đồ rẻ chút cũng được ha, mình xài chừng nào hư mình dục ha. Còn như cái cây này là cái đồ chơi thì khi mà mình sắm cái đồ chơi của mình nó chơi thì nó phải ra chơi, còn cái nào mà khác khác với anh em, cái đồ chơi mà anh em cứ quan trọng cái giá không à. Tại sao? Bởi vì quan trọng cái giá, rồi mấy cây mấy chục tỷ đó ai tự nhiên đâu khùng tự nhiên bỏ mấy chục tỷ ra người ta mua cái cây làm gì, phải không, có ăn được đâu mua. Anh em cũng sẽ có nói những cái ý kiến đó, nhưng mà cái đó đồ chơi, cái đó là đồ dư người ta chơi mà, cây người ta tầm cây này liền cốt, cây này cũng khoảng là tính tới thời điểm này tầm khoảng 3 đến 4 năm, chắc khoảng 4 năm đổ lên chứ 3 năm nuôi không được đâu ha. Cái cốt bự hơn tay cái ha, cái này bự bằng giò cái liền cốt 100%, chưa nhớ cái cũ nó nở bay lớn đây rồi nè. Ha. Thì người ta mua lúc đầu á, anh em mua cây 100 ngàn nó quấn rễ có bay lớn nè, còn người ta mua 200 ngàn, 300 ngàn cái cũ người ta đã bay lớn vậy nè, thì người ta trồng trong vòng 3 năm là cái cũ của người ta bự bằng cái nông bảo hiểm rồi, còn anh em mình trồng mới có 3 năm nó bự bằng ngón chân cái à. Ha. Thì cái người bỏ ra ít tiền chưa chắc gì bán ngon bằng cái người nhiều tiền đâu ha. Thứ nhất á, là bây giờ nó sẽ cạnh tranh về số lượng cây nó rất là nhiều và ai trồng cũng được nhiều hết, thì bắt buộc cạnh tranh cái gì đẹp là sẽ bán được đúng không. Ví dụ như anh trồng em trồng rồi hai người bây giờ em cho ví dụ như anh mua 100 ngàn đi, thì sau này anh trồng anh bán 200-300, còn em mua 300 ngàn thì về sau này em bán 600-700-800 nha, và em được cái là đẹp. Khách hàng sau này cái tầm chơi của ai cũng vậy, bắt đầu người ta sẽ nâng lên từ từ. Ví dụ như hồi đó anh em người ta mua cái cây 1 triệu người ta chơi thôi, nhưng mà kinh tế càng ngày càng lên, người ta mua cái cây 3 triệu 5 triệu người ta chơi, thì người ta đã nâng tầm của cái người ta lên rồi, thì mình bắt buộc mình cũng phải chặn đầu, mình phải chặn đầu người ta, mình phải mua cái hàng VIP hơn đẹp hơn để 5 năm sau người ta chơi tới đó là mình bán. Chứ còn mà bây giờ ta đã chơi góc thường,
bây giờ mình trồng lại đi trồng gốc thường, thì 5 năm sau khi mà người ta kiếm cái gốc VIP, gốc đẹp đó, thì anh em có cái gốc VIP, gốc đẹp đâu mà anh em mình bán, thì mình làm sao mà bán lợi người ta. Mình phải chơi cái chiến thuật là chặn đầu ha, mình phải nhìn trước người ta 5 năm mình mới chặn đầu người ta được ha. Còn mà anh em mình chạy sau lưng người ta, mà anh em mình đòi chặn đầu, rồi chặn đầu chỗ nào rồi nữa sao bán, cái sau này quay qua đổi thừa đó, nó suối trồng tạm giờ bán cho ai nó, thì suối thì suối, nhưng mà suối trong suối nó phải có lựa chọn. Còn có khi một cái vấn đề nè, anh em cũng biết em là đi quay mướn cho nhà vườn bán mai đúng không, cái nào ra cái nào, chia sẻ ra clip chia sẻ, còn quay mướn ra quay mướn, không lẽ người ta mướn em lại đây quay ha, quay người ta trả tiền cho em, ơi gọi cây này xấu lắm anh em ơi, cây này thì dở lắm, cây này anh em đừng có mua nha, cây này chắc chủ nhà nó giác hàng ra nó gượt luôn chứ đừng nói giác chổi đúng không. Quay mướn anh em cũng biết mà, anh em thừa biết chứ đâu phải cần nghe phải nói đúng không, cái nào quay mướn mà anh em kêu chê. Nhưng mà trong cái kênh của em thì cây nào đẹp em khen, còn cây xấu em im ghe hả, với nhiều khi mấy bữa mệt mệt không có nói chuyện nữa à, thì quay lên để cho anh em mình xem và cảm nhận chứ. Một đó là nhà vườn người ta cũng sẽ không có ép anh em mua nè, đúng không, không có ép anh em mua, em cũng không có ép, quay lên giá thì người ta tự ra nha. Còn mà anh em mình đó, ừ anh ta kêu tiểu ở cây đó cỡ 300, anh em có anh em quay lên 300 anh em bán nha. Còn cái đó là cái quyền của người ta, cây của người ta có quyền kêu. Có em thấy có một số anh em chỉ vô nhìn thôi, không biết cái gì tận, vô bình luận như đúng rồi vậy đó nha. Thí dụ như cái này em mới thí dụ như nè, hai cái nhà vườn bên đây và nhà vườn bên đó có thể chê nhau mắt, có thể chê nhau mắt nha. Bên đây một cây y chang, bên kia một cây y chang, bên đây bán 1 triệu, bên kia bán 700, bên kia có thể chê bên đây bán mắt là đúng, tại vì người ta có một cái cây y như vậy để người ta chê, người ta nói ừ thằng đó bán mắt. Và bây giờ nói bán mắt phải không, tôi có cây rẻ hơn nè, y gan như vậy, tôi quá rẻ hơn, tôi bán 700, cái đó mới chê được. Còn trong khi nhà vườn người ta chê, ta kêu giá, anh em là cái người mua, được giá thì mua, không được thì thôi, không ai ép ha. Còn anh em vô cây này 300 được rồi, 300 chứ 500 mắt, anh chừng nào mà anh em nói được cái câu mắt đó là anh phải có một cái cây như vậy, anh bán 300 đi, anh mới cây này tôi bán có 300 mà bà bán 500 bà bán mắt, anh em mới chê người ta được. Chứ tự nhiên đâu mà anh em không có cái gì tân mà anh em chê người ta ha. Chê nhau là nhà vườn người ta chỉ được quyền chê nhau thôi. Trời ơi, nguyên cái khu này giờ nhìn nó đã nè, lúc trước trồng anh em thấy không, chưa có bắt rễ bắt đất gì hết. Qua cái năm thứ hai mai vàng này đa số là vậy hết, anh em mua về anh em trồng lên mô, anh em trồng cái năm đầu tiên nó sẽ không tốt bao nhiêu hết. Cái năm đầu tiên là nó chỉ là nó nằm im ở đó, tược nó ra cũng ít xịt nè, nó ra 2-3 tược, nó nằm đó, nó chỉ kích thích cái bộ rễ bám ra đất thôi. Qua được cái năm thứ hai thứ ba khi mà cái bầu cây của mình nó đã bám ra đất rồi đó ha, thì lúc đó nó mới phát triển, nó mới nở củ nha nè, chứ không phải là cứ mua về là cứ trồng là nó sẽ bự đâu ha. Cái năm đầu tiên chủ yếu là tưới dưỡng rễ thôi, khỏi cần làm gì hết, cứ trồng xuống đất rồi tưới dưỡng rễ từ đầu năm tới cuối năm cũng được nữa, đừng cho nó ăn phân gì hết, tự động nó khi mà bộ rễ nó phát triển mạnh rồi thì cái cây của mình năm sau đi tược. Trồng như vậy mà cũng đâu phải là nó đều đâu anh em thấy không, đây nhà vườn ra trồng nè, nó cũng sẽ xảy ra một số vấn đề đây ha. Giống như cái cây này lúc trước mình trồng nó bị gặp sự cố gì đó, một là bể bầu, hai là nó bị suy bị yếu sẵn ha. Rồi người ta mua đam gì đây, người ta vẫn trồng nhưng mà nó không có bắt được đất thì nó sẽ chết như vậy nè anh em thấy không, chứ đâu phải anh em ấy. Cứ anh em thấy nhìn cái mặt nổi thôi thấy nó tốt vậy thôi, nhưng mà lâu lâu nó cũng sẽ có chết, bị khô bị héo bị này bị nọ đồ tùm lum hết, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề chết ha. Nó chết như vậy nè, nhà vườn đây người ta trồng còn chết mà anh em mình nói chi mua về trồng chết queo. Ở đây người ta kỹ thuật cao ha, người ta trồng hàng trăm ngàn cây ta trồng được mà ở đây ta còn chết nè. Anh em mình mua về mình chết 5-7 cây, anh em mà cái người chơi mà anh em trồng chết 5-7 cây, 100 cây là chuyện bình thường. Những anh em nhà vườn ở đây ta còn chết, em hồi đó em chết lịch sử nhất là em chết khoảng 300 cây một lượt anh em. Bông trang ha, bông trang hồi lúc đó là mua cũng khoảng 300 ngàn cây, chết cũng khoảng 300 cây nè, chết cây mấy chục tiền cái tầm tiền, tại vì bị ông chủ vườn, mình đi mua cây của người ta về, ông chủ vườn mình hỏi, mình cũng kỹ, mình hỏi người ta có tưới phân gì không, ông là không, ông mà lúc mà bứng xong rồi gần hết xong rồi mới thấy một đống phân nó chưa tan á, ta gãi nè, nên bứng về nguyên cái bầy đó chết queo hết, vô chậu hết rồi mới chết. Hồi đó là bông trang vàng sữa lông dáng,
nguyên cái bầy đó 300, 300 mấy chục cây, cả trăm triệu. Lịch sử của em là chết bầy đó là dữ nhất. Còn với anh em mua mai vàng đây cũng vậy, gì mua chết hoài nha, có lời cũng phải có lỗ ha, có hai mặt anh em, chứ không phải là cứ trồng là sẽ lời đâu. Đây, người ta làm cỏ chân này nè, mấy cô này nè đang làm cỏ chân cho nó gạp xuống nè. Mần ghét đi nha, chứ mần đằng kia cái đầu kia lên nữa rồi đó. Đây, cái khu bên đây dài thì tuốt trong đó luôn, trong đó có cái chòi nữa nha. Ở đây ta sẽ chạy, ta chia làm hai ba khu nguyên một chủ, nhưng mà ta sẽ chia ra, tại vì nếu mà kéo từ dây điện đồ đường ống đồ anh em, kéo từ này tới đầu kia thì nó quá dài đi anh em ha. Nên ở đây người ta sẽ kéo, người ta chia ra hai ba cái cầu dao á ha, chia ra hai ba cái hồ tưới thì người ta sẽ tưới nó không có bị hao ha. Đường ống đồ á, đường ống mà mình chạy cả cây số rồi làm sao mà từ ngoài kia đi vô tới cái đầu cái đuôi này là 600 mấy chục mét anh em ha. Đi bởi mấy em đó đi xe Honda không, chứ đi bộ giống như em sớm giờ em đi từ ngoài kia vô tại cũng phải 10 phút, nội mà đi ra đi vô ngày đi 4 lần cái hết 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 giờ làm mày. Bên đây thì chuẩn bị đổ đan, chắc đổ đan tới nhờ, này mới có đổ đá, chạy xe vô chở vật tư vô cho cái đường của mình nó dẻ, tại vì đất của mình là đất ruộng anh em ha, mình chạy cho nó dẻ xong rồi sau này sẽ cán đan luôn. Nè, ở đây người ta sẽ gắn đường điện hết luôn nha, để nhiều khi tối rồi anh em có việc nào làm á, ta sẽ bật đèn lên, rồi camera nữa, camera để kiểm tra vườn ha, tại nó quá rộng anh em. Bạn nghe cái ống mình tưới hồi nãy anh em mình nhìn múc chỉ đằng kia kìa. Ủa cái đó cái clip mới, cái clip hồi nãy clip bìa bên đây, clip bên kia tắt rồi. Cái này mà cỡ 2 năm nữa cái cây mai của mình mà nó lên ngang tầm mắt rồi đi vô đây lạc á. Bên đây cái hồ nước nữa nè. Em mệt rồi đó, hồi nãy nói em nói em đi quay một khu thôi, một tỉnh thôi mà em đi bộ cái tập thể dục luôn rồi cũng khiếp không. Nói chung thì trồng ở đây hiện tại dự dự tính cho tương lai 5 7 năm 10 năm sau thôi là tầm ta bỏ đại xuống đây ha. Ví dụ như người ta đầu tư nãy em cũng nói đó, đầu tư đất nè, rồi cây nè, cái nào mà cứ ghẻ ghẻ thì người ta cứ quăng vô đây ta trồng, ta dự trữ ha. Chung là sau này người ta sẽ phát triển, có cơ hội là sẽ phát triển làm cái khác chứ không phải là cứ mai vàng đâu. Sau này ví dụ như người ta sẽ làm ra khu du lịch sinh thái hoặc là khu tham quan mai vàng gì đó, người ta bán cà phê, bán vé, bán ăn sáng rồi, giống như những cái khu mà sân vườn đó anh em. Đây, bộn đây, mai vàng ta cứ thảy vô đây thôi, chưa ghép ha, mấy cái này chưa ghép. Trồng xuống cho nó bắt đất đâu đó nó ngon lành mạnh khỏe đi, bắt đầu mình ghép tới cuối năm mình ghép cũng được chứ không có cần gấp đâu nè. Bên kia nó kìa, dài qua bên kia nữa nha nè. Em mệt quá rồi, giờ đi ra là vừa đó. 18 phút giờ đi ra chắc ngoài cũng khoảng tới 30 á anh em. Nè, nè, giống như mai nhỏ nhỏ thì người ta sẽ làm bồn khít hơn người ta trồng nè anh em thấy không? Mấy cái hàng quân cũ cũ như cây nhỏ nè, ta sẽ làm bồn khít hơn. Thôi như đây biết nhiều cây nữa. Bên đó là cái mấy cái cây đó, mấy cái gươm gươm ta bỏ để người ta lắp trên mặt đó cho hạn chế cỏ anh em. Cô toàn con làm bên đây thì đi ra đi vô đâu cần tập thể dục. Này này sáng nay 5 giờ đi từ đầu kia tới đầu đây cái tập thể dục cái đi giờ đi ra đi vô cái về được. Tưới nước hả? Tưới nước hả? Tưới chi là từ khu anh em, từ khu mình tưới tưới từ khu từ khu từ khu
tưới chia ra ngày nào cũng sáng từ sáng tới chiều. Thì mình tưới một clip nó tầm khoảng 15 cho đến 20 phút, tại vì tùy theo gió nữa. Bữa nào mà gió ít á, thì tưới nó sẽ nhanh thấm hơn, còn nhiều khi gió nhiều quá thì nó tưới nước nó gió nó thổi nó cứ bạc 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 ra ngoài không mà nó sẽ không có ướt, nên bắt buộc phải tưới lâu. Thì tưới một clip á, thì trung bình tầm khoảng 20 phút, mà sớm bên đó có một khu nhỏ thì tưới một cái là giáp ngày luôn anh em. Còn hôm nay thì chắc có chú Toàn tưới không à? Còn ngày bình thường thì thấy cũng nhiều người chia ra người tưới phân á, tưới phân hàng tháng á, chia ra tưới. Đi con chút xíu cũng sạc tháng. Trồng từ đầu, nói chung là làm bài bản từ đầu tới đuôi, chứ không phải là cứ làm cái mặt tiền cho nó đẹp, cho nó ngay hàng thẳng lối, anh em thấy rõ ha. Nói chung là người ta sẽ phát triển, nhưng mà dự định thì người ta dự định cho lâu dài, 5 7 năm sau thì người ta sẽ, bây giờ người ta cứ trồng cây đâu đó cho ngon lành, ok, cây phát triển lên hết, ngon lành hết ha, rồi bắt đầu tới đó là nó đã ngon rồi, thì người ta sẽ làm đường, làm xá, làm này làm nọ, người ta từ từ nó phát triển lên mà anh em. Cái khu này cũng rất là ngon ha. Quá trời quá đất. Bên đây nè, chuẩn bị làm. Tại vì cái đường đi người ta chẻ giữa đất. Nói chung là tiền đổ vô đây chịu không nổi đâu anh em ơi. Em lên điện thoại nhiều khi đất nó trống quá, anh em nhìn thấy nó gọn ấy, chứ ở ngoài nhìn cái mức mắt anh em. Từ đây dài lại tới đẳng tệ gì đây em, đầu đồ 2 4 6 7 8 cộng này, tới đó khoảng 8 cộng không dưới đâu, tại vì nó thoáng, tại vì từ từ đây qua đây là nó gần 2 mét này, ngay tim cây là 2 mét này, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44, lộ này chắc 50 mét, 50 mét mà dài trong đó cả tầm mét hơn sâu á. Ống nội đây này, cho đất này cho em, chắc em mua đường ống chạy đường nước, chắc em mua ống nổi quá, nội ống à, ống mình tưới nè, ống bự ống nhỏ rồi bét quay đồ và đặt hết vô đây, chắc em không đủ tiền mua quá. Quá trời quá đất, đi mỗi giò này. Cái này thì giờ mình lúc gãy đem cây dưới đất thì mình cứ tưới đại 3 số 17 dưỡng rễ vô là được rồi. Mấy cây mà không chơi tết thì nó đơn giản hơn, anh em cứ quăng đại vô đó cho nó mập cốt nở củ là được rồi. Đó. Rồi bắt đầu gần tết tháng, bắt đầu mình đôn dài dài tầm khoảng tháng 11, là nếu mà số lượng nhiều thì anh em mình tháng 11, còn không anh em mình ít cây mình cứ bỏ qua tết mình đôn cũng được, đâu có ảnh hưởng gì. Còn người ta nhiều thì có thể là tầm tháng tháng 10, tháng 11 là bắt đầu người ta đôn, mà người ta đôn dài tới cái cây cuối cùng là đã ra tết rồi. Quá trời mỗi giò quá. Tới đây thôi nha nè, qua bên kia nó đi không nổi đâu, còn bên kia nữa nha, còn bên cái khu bên đó nữa, đi hết nổi em sạc háng rồi. Rồi thì lâu lâu cũng chạy ngang đây
ghé quay cho anh em mình để anh em mình xem lại coi hôm nay nó phát triển như thế nào. Hay nói chung là cũng xanh mướt khỏe mạnh, ok ha. Rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều, cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm lần nữa luôn. Mưa tới luôn rồi anh em ơi.